Sau khi Phi Nhung mất, con gái ruột đang mắc một căn bệnh ít ai hiểu. Là một người chị thân thiết với Phi Nhung, Trizy Phương Trinh luôn coi con gái ruột của cố ca sĩ là Wendy Phạm như con. Vậy nhưng Trizy cũng nói rõ lý do cô không thể nhận Wendy là con nuôi, bởi chị ruột của cô đã nhận Wendy làm con nuôi từ ngày nhỏ. Gia đình cô cũng coi con ruột của Phi Nhung như người ruột thịt trong một nhà. Mới đây trên kênh YouTube của Wendy Phạm, Trizy Phương Trinh và Wendy đã có buổi giao lưu với khán giả và nói rõ những thông tin xung quanh tin đồn đang lan truyền thất thiệt. Vợ cũ Bằng Kiều lên tiếng giải thích về những lời đồn ác ý, nói Wendy ngày càng béo tốt sau khi mẹ mất. Trizy cho hay cô thấy nhiều người thắc mắc vì sao mẹ Phi Nhung vừa mất mà Wendy ngày càng béo tốt hơn. Cô chia sẻ, thực tế sau khi mẹ mất, Wendy đang bị một căn bệnh ít ai hiểu. Bản thân Trizy gầy hơn đợt trước vì bị mất ngủ căng thẳng. Từ sau khi nghe tin Phi Nhung bị mắc Covid-19, tới lúc qua đời, Trizy đã bị mất ngủ nên sụt cân. Vậy nhưng Wendy lại mắc căn bệnh ngược lại, càng buồn càng ăn nhiều. Nhiều người cũng bị giống tình trạng như vậy. Thực tế là Wendy bị stress, trầm cảm vì nỗi đau mất mẹ và ngày một ăn nhiều dẫn đến lên cân. Trizy Phương Trình nói rõ, bệnh này có tên tiếng Anh đàng hoàng. Càng buồn càng stress lại càng ăn nhiều. Ngược lại tôi thì càng buồn càng stress thì lại gầy do mất ngủ. Bên cạnh đó Wendy cũng lên tiếng đính chính tin đồn nói mẹ cô còn sống. Thật sự con cũng chỉ mong tin đồn đó là thật. Nếu mẹ Phi Nhung còn sống con sẽ rất vui. Nhưng xin thưa 100% mẹ con đã mất rồi. Nên đừng ai đụng thổi lên tin nữa, Wendy cho biết. Trizy Phương Trinh cũng cho biết vì có nhiều tin đồn không đúng sự thật nên Wendy mới lập kênh YouTube riêng để nói rõ mọi thông tin chính thống.